Một người thì một ông xui ra đi ở tại nhà, còn một ông xui thì đã về tới nhà nha mọi người. Đó. Thì bây giờ xe cấp cứu cũng đưa ông xui này về nè. Sáng giờ thì ở nhà cũng lo chuẩn bị sẵn cho ông hết này. Thì bây giờ thì ủa sao ông còn bơm bóp oxy bà hai? Còn sống hay gì á? Có khi nào ông sống lại không? Thì cũng hên xui cho ông sống lại đi mọi người, thấy cũng còn bóp oxy nè. Ở nhà thì nhắc hòm gương sẵn hết rồi. Một ông xui ra đi mãi mãi rồi, còn ông này thì chết rồi mà sao thấy người ta bóp oxy vậy? Đó mọi người thấy không? Thì bây giờ cũng ông này cũng về tới rồi mọi người. Thì đưa về thì không biết chừng nào liệm ha. Cái này chừng nào liệm hay liệm liền ha bà hai? Trong vòng ngày nay là phải liệm. Miệng mà dính hơi cơm. Thì liệm trong ngày nay mà không biết liệm sớm trễ đó. Xe này xe Sài Gòn. Tấm sang hả? Tấm sang thì hình như ổng giải nghệ rồi mà. Rồi. Nghe nói lên nghe nói ổng ổng giải nghệ rồi. Thì một con xuôi ở từ thành phố cũng đã về nhà nha mọi người. Thì giờ ở nhà cũng chuẩn bị cho ông hết rồi. Chuẩn bị đồ đạc này kia hết trơn rồi. Bây giờ xe cũng đã đưa ông về. Hòm gương cũng đầy đủ rồi mọi người. Thì giờ cũng đưa ông về tới nhà rồi. Mình bên Tấm Sang hay gì anh? Thì cũng xin chia buồn cùng gia đình nha mọi người. Thấy còn bóp oxy cho ông. Không biết về sao mọi người, thì cũng giấy cho ông sống lại đi. Bên đây đây có bà con gì bên đó. Chú này hả? Ở Đồng Tháp. Mà nhà ở đây đó giờ. Thấy còn bóp oxy. Thấy còn bóp oxy. Thank you.
Không rồi sống chân để vậy ông sống lại không chừng. Thế còn quốc oxy da có thể còn ấm á. Hả? À. Ông bóp là ông chưa chết á. Chắc còn hy vọng hay gì á. Ờ. Thấy bốc hơi đó. Cái ông xô bên kia ổng đâu có bệnh hả? Ông già đâu lâu lâu rồi. À. Còn ta còn nóng rồi thì chú này cái tim ổng còn nóng nha mọi người, nên mọi người cũng còn hy vọng để cứu sống ông. Con nhỏ nãy là cái gì, dâu hả? Dâu của chú này ha. À. Ông già ruột với ông già chồng điên lượt. Mình cũng không quay cận cảnh được nha mọi người. À, vì sợ dính cộng đồng á, mình ra quay hơi xa thôi. Chứ nếu không ấy thì mình cũng quay gần gần để cho mọi người cùng xem nhé. Người ta biết có ấn mà. Dạ. Đâu? Không, xe của ta. Dạ dạ. Không biết như thế nào mà chạy bàn thêm nha mọi người. Thì ông xui hôm nay mọi người cũng mong còn nước còn tát nha mọi người. Thì còn mong sao còn hy vọng. Còn ông xui bên kia thì ra đi rồi, ra đi mãi mãi rồi mọi người.